Chào các em Teresa ở Huế. Thầy biết là có các nhóm mà chị Nương đã thành lập mà thời gian vừa qua, cho nên là trong cái kỳ về lần trước đó, thầy cố gắng sắp xếp để thầy có một cái buổi để được gần các em Teresa, và thầy rất là vui là thầy đã cùng với các em, cùng với chị Nương và anh Quý đi Tam Trang, một cái buổi viếng thăm đầy là kỷ niệm. Thì thầy cũng muốn được gần gũi các em, bởi vì thầy hy vọng các em sẽ trở nên cái tương lai của gia đình Thánh Teresa Hải Đường Giêsu. Như là chắc là chị Nương và anh Quý cũng đã cho các em biết cái lịch sử của cái Teresa tại Huế. Thì như các em đã thấy đó, thì là ơn Chúa đã dẫn dắt thầy được tới địa phận Huế qua cha Trọng và qua chị Nga, rồi được gặp anh Quý, được gặp chị Nương. Và trong suốt mấy năm vừa qua, với sự cộng tác của rất là nhiều thành viên Teresa, mà hôm nay gia đình Thánh Teresa Đường Giêsu họ đã hiện diện tại địa phận Huế, đã được Đức Tổng Giám Mục địa phận để mà công nhận cho phép chính thức hoạt động. Thì đó nó là một cái niềm vui chung của tất cả mọi người chúng ta. Cái mục đích của gia đình Thánh Teresa Hải Đường Giêsu được thành lập và hoạt động cũng chỉ để là phục vụ Chúa tốt hơn, là phục vụ Chúa trong các cụ già nghèo khổ. Gia đình Thánh Teresa đã chọn cái đối tượng để phục vụ là các cụ già nghèo khổ, và các cụ già thì ở nơi nào cũng có, nơi nào chúng ta cũng có thể phục vụ các cụ được. Tuổi già là tuổi không còn đi làm được nữa. Tuổi già có khi là cái tuổi cô đơn, thì cần có cái sự nâng đỡ về tinh thần. Cho nên là chúng ta chọn cái đối tượng là các cụ già để chúng ta phục vụ. Và gia đình Thánh Teresa Hải Đường Giêsu được thành lập, mà thầy cũng nhắc đi nhắc lại, chỉ với cái mục đích là để tiếp nối cái sứ vụ mà thầy đã khởi động từ năm 2005 cho đến bây giờ. Như các em đã biết, đã đi gặp gỡ các cụ trong chương trình Lazaro, các cụ được phục vụ trong những cái bữa cơm thân mật, hoặc là được nhận các cái quà tặng nho nhỏ của Teresa đó. Đó là những cái gọi như là những cái người mà chúng ta phục vụ, và chúng ta đã phục vụ được mấy năm rồi. Và thầy rất là hy vọng rằng là gia đình Thánh Teresa sẽ tiếp tục cái công việc này cho đến mãi mãi về sau. Bởi vì thầy rất là tin tưởng rằng Thánh nữ Teresa sẽ được yêu mến cho đến mãi mãi. Và cho nên là cái gia đình Thánh Teresa Hải Đường Giêsu là cái cộng đoàn mang tên Thánh Teresa, thì cũng sẽ được tồn tại mãi mãi trong lòng giáo hội, để rồi chúng ta có cái cơ hội được phục vụ Chúa qua các cụ cao niên. Và từ cái việc phục vụ như thế thì chúng ta càng ngày càng trở nên đến gần Chúa hơn, trở nên thánh thiện hơn, trở nên nhỏ bé hơn, trở nên khiêm nhường hơn. Đó là những cái điều mà chúng ta được xin cầu xin khi mà chúng ta đi phục vụ, để rồi sau xong suốt thời gian phục vụ thì chúng ta sẽ được hưởng ơn Chúa. Mà ơn Chúa thì rất là vô cùng, chúng ta chỉ mở lòng ra mà đón lấy thôi. Vậy thì chúng ta hãy thầy kêu gọi các em
để rồi cùng với tiếp tay với thầy để làm sao duy trì được cái sứ vụ yêu thương này mãi mãi tại địa phận Huế. Thì trước mắt là các em đã thấy đó, thì bây giờ gia đình Thánh Teresa hay Đường Giêsu có được cái ngôi nhà, rồi có được cái thửa vườn, thì các em hãy sống và làm việc ở các cái nơi đó để làm sao có được một chút lợi nhuận, và từ cái chút lợi nhuận đó để chúng ta đi phục vụ các cụ. Thì thầy cũng muốn nhắc nhở tất cả mọi người trong gia đình Thánh Teresa, nhất là các em về sau này sẽ tiến lên trở thành tu sĩ trong gia đình Thánh Teresa, thì hãy phân chia cái công việc cũng như cái nỗ lực của mình ra là ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là phục vụ, là sử dụng 1/3 cái thời gian của mình. Lĩnh vực thứ hai đó là học tập, học hỏi, tu học, để mà chúng ta có thể có thêm những cái phương pháp để phục vụ các cụ thế nào cho tốt, rồi học hỏi để có thêm cái được tình yêu thương, để rồi mang tình yêu thương đó để mà kính tặng các cụ. Và đồng thời cũng là một nỗ lực nữa là cái thời gian mà chúng ta dành thời gian để chúng ta làm việc. Chúng ta có làm việc thì chúng ta mới có thể tự nuôi sống bản thân, và rồi thì chúng ta có làm việc tốt thì chúng ta mới có thể dư ra để mà đi săn sóc các cụ, đi biếu các cụ. Thế cho nên là trong những cái nỗ lực đó thì thầy cũng cố gắng để mà tổ chức cho các em có cơ hội vừa được phục vụ, vừa được học, và vừa được để làm việc, và làm việc làm sao có cái hiệu quả cao về kinh tế. Đó là những cái việc mà chúng ta phải nhắm tới trong tương lai. Thì thầy rất là hy vọng rằng là mặc dù thầy không thể về để mà gần các em Teresa, nhưng qua phương tiện này thì thầy sẽ gửi về những cái bài chia sẻ để rồi cùng các em chúng ta học hỏi nhá. Thì thầy muốn có cái được gặp gỡ thường xuyên các em, rất là may là bây giờ cùng cái phương tiện này thì ít ra là chúng ta cũng có thể là liên lạc với nhau. Vậy thì thầy xin mời gọi và cũng rồi thầy cũng xin cầu nguyện để làm sao cho các em để cộng tác với gia đình Thánh Teresa Đường Giêsu, cộng tác với chú quý, với chị nương, với các thành viên Teresa khác, để mà chúng ta xây dựng một gia đình Thánh Teresa vững vàng và phát triển. Và thầy rất là cầu xin rằng và hy vọng rằng các em sẽ từ từ sẽ trở nên là một tu sĩ của gia đình Thánh Teresa Đường Giêsu. Và các em có biết không, thánh nữ Faustina là người mà đã cho chúng ta đã được Chúa mặc khải cho kinh lòng thương xót Chúa, và bây giờ chúng ta đọc hàng ngày đó. Thì thánh nữ Faustina đã ghi ở trong cái nhật ký của người rằng các linh hồn của các giáo dân bình thường thì như những vì sao trên bầu trời, nhưng mà linh hồn của các tu sĩ thì giống như là mặt trăng. Thì các em thấy không, sự khác biệt lớn lao giữa mặt trăng và các ngôi sao. Thì cái sự khác biệt của linh hồn của cái người bình thường và cái linh hồn đã tận hiến cho Chúa thì nó khác nhau rất là nhiều. Thì mỗi một người chúng ta chỉ có một đời để sống. Vậy thì tại sao chúng ta không có dùng một cái đời để sống này để chúng ta chuẩn bị cho một cái đời sống miên viễn mai sau, mà chúng ta được sáng vàng bạc như ánh trăng trên bầu trời. Thì thầy mời gọi các em
bước lên một bước để mà đi vào cái con đường tu trì, để rồi trở nên ánh trăng vằng vặc trên bầu trời của Chúa. Thì thầy biết rằng là mỗi một tuần thì các em gặp gỡ nhau, cho nên là tuần này thầy qua dùng qua cái phương tiện này nói về chia sẻ với các em một vài lời, và trong những cái lần tới thì thầy sẽ có những cái lời để góp ý với các em sau nhé. Thầy chúc các em một kỳ gặp gỡ được tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho các em, cho chị Nương, cho anh Quý và toàn thể cái nhóm của chúng ta. Xin Chúa chúc lành.